Xin chào các bạn đang tới với câu chuyện tính toán chi li audio do Đam Mỹ Tường Truyền thực hiện, tập 20. Hôm sau, trời chưa sáng, mộ vũ đã thức. Tên này đã quyết tâm chỉ gặp tôi một cái rồi về. Vé về thì cũng mua sẵn rồi. Chuyện sớm nhất hôm nay, hắn nói là vẫn đi làm được nửa ngày. Tôi cuốn lấy hắn không cho hắn đi. Hắn vỗ đầu tôi bảo thì thoảng có thể làm càn theo ý mình, nhưng đi làm thì vẫn phải đi, còn phải sống nữa. Nhân lúc hắn đang chồng áo thun lên đầu, tôi vỗ hắn ngã xuống rồi nằm trên người hắn như con bạch tuộc. Hắn vùng vẫy mấy cái chưa có lệ rồi không vùng vẫy nữa, chỉ híp mắt nhìn tôi với ý đồ đen tối hỏi: "An Nhiên, anh có sức lại được phải không?" Cái này thì thực sự không có, cẳng tay cẳng chân tôi vẫn còn cảm giác hư nhược rõ rệt, nhưng tôi không muốn buông hắn ra. Sự thật chứng minh là lấy đá chọi đá, tôi chắc chắn sẽ thua không bàn cãi, thế nên tôi chỉ có thể cân nhắc phỏng đoán tâm tư của hắn rồi dụ dỗ. "Mộ Vũ, hôm nay không thể không về hả? Để tôi cũng xin nghỉ, trước đây cậu chưa tới thành phố này bao giờ đúng không? Từ khi tới đây tôi như bị giam lỏng, hoàn toàn không có thời gian ra ngoài. Vừa hai hôm nay chúng ta có thể cùng ra trung tâm lượn mấy vòng." Mộ Vũ lại lắc đầu: "Chủ yếu là hôm nay Dương Hiểu Phi về, sợ nó không có ở chỗ ở. Sau khi công trình của chúng tôi kết thúc, các công nhân đều đi theo quản đốc mới. Dương Hiểu Phi muốn nghỉ mấy ngày nên chưa tìm việc. Sao trước khu trọ cũ thì dỡ nên nó về nhà ở. Tuần trước nó bảo tôi hôm nay về muốn ở chỗ tôi, mà tôi không về, nó chỉ có nước ngủ ngoài đường." Lại là sừng mập mạp, tôi bĩu môi: "Cậu ta lớn vậy rồi, ở đâu đó tạm một đêm mà không được hả?" Mộ Vũ thấy tôi không vui, ngước đầu hôn lên cằm tôi: "An Nhiên, tôi cũng muốn ở với anh, không chỉ một ngày hôm nay, nhưng tôi đã hứa với nó rồi." Tôi bỏ giày một cách bất đắc dĩ: "Thôi, thì dù gì mười mấy ngày nữa là về rồi. Điều kiện ở của chi nhánh bên này cũng tốt hơn chỗ chúng tôi. Trong phòng có nhà vệ sinh, hơn nữa còn phát kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt cho mỗi người. Đồ dùng vệ sinh của tôi đều do tôi tự mang đến, nên tôi cho Mộ Phú dùng mấy cái được phát ban đầu." Thời gian trên vé xe của Mộ Phú là 7 giờ 15, lúc Mộ Phú thu xếp xong xuôi mới 6 giờ hơn, căng tin dưới lầu vẫn chưa mở. Tôi chỉ vào chỗ nhỏ hôm qua mình rửa cho hắn: "Ăn một chút đi, tôi cố tình rửa cho cậu mà cậu chẳng thèm đụng tới." Mộ Phú ngoan ngoãn ngồi ăn, tôi cũng nhặt một quả bỏ vào miệng, cắn một cái nhỏ vỡ ra, nước bắn tung tóe. Mộ Phú né không kịp, bị bắn đầy mặt. Tôi nhìn hắn khẽ cau mày, bộ dạng khó chịu mà đáng yêu, bèn bật cười nghiêng ngả. Hắn lúc nào cũng bó tay với khiếu hải ước ấu trí phù phì của tôi. "Cái này khô rồi, rít lắm đó." Mộ Phú dùng tay lò mấy cái và quyết định đi rửa ráy. Nhưng trong khoảnh khắc hắn quay người đi, không biết là vì đường nét trên cổ hắn quá gợi cảm, hay góc nghiêng quá mê người, hay bóng lưng quá bảnh bao, dáng người rắn rỏi, cũng có thể chỉ là do tôi bị chập mạch, đơn phương. Tóm lại là tôi đã đưa tay kéo hắn lại, đưa ra một đề nghị khó hiểu: "Hay cậu đi tắm đi." Mộ Phú lấy khó hiểu, chớp mắt, tuy hắn không nói nhưng tôi đoán là lý của hắn là: "An Nhiên, não anh vô nước rồi hả?" Nhưng lúc này não tôi thực sự vô nước rồi, tôi không kiểm soát được đi tới choảng lên tay cổ hắn, đầu lưỡi liếm trên chỗ nước nhỏ ngọt lịm còn sót lại trên má của hắn. Tôi gần như nói với giọng điệu dùng để dụ dỗ con nít: "Tôi tắm với cậu." Thấy tôi bắt đầu cởi cúc áo trên cổ áo thun của hắn, Mộ Phú cũng không ngăn cản. Hắn ôm chặt tấm lưng trần trụi của tôi, từng chút đáp lại những nụ hôn đó như thể đang do dự. "Sẽ không kịp lên xe. Thế thì chiều hắn về, ở với tôi thêm nửa ngày nữa. Lại còn làm anh chế giờ làm. Không sao, tổn thất ghi vào phần nợ của cậu. Vé xe của tôi sẽ bị bỏ phí. Không sao, vé xe ghi vào phần nợ của tôi." Lúc Mộ Phú cởi áo thun ra để tôi xuống giường, tôi biết hắn đã bị tôi thuyết phục. Sau đó tôi gọi tiền tới trưởng phòng kinh doanh của chi nhánh bên đây bảo tôi bị sốt rồi, xin nghỉ nửa ngày. Trưởng phòng vô cùng cảm thông phê chuẩn, còn dặn tôi phải nghỉ ngơi tử tế. Thực sự không được nữa thì nghỉ luôn một ngày.
Thực ra chúng tôi cũng chẳng làm gì trong nửa ngày đó. Một phụ cũng biết thể lực của tôi chẳng ra sao. Xà nèo ôm hôn, xà nèo đi tắm, xà nèo tán gẫu về những chuyện xung quanh. Mỗi đứa thì cũng đã 10 giờ hơn rồi. Lúc đi ra rất dễ dàng vì bảo vệ ở đây kiểm tra chứng từ lúc vào, nhưng lúc ra thì không cần. Chúng tôi bắt xe tới khu trung tâm phồn hoa nhất của thành phố mới. Lúc đầu tưởng thành phố tỉnh lỵ trông sẽ khác, ai dè cũng thế. Khu vực thương mại của tất cả các thành phố đều trông chẳng khác nhau mấy. Thậm chí tôi cảm thấy về phần hiện đại thì thành phố nước của chúng tôi bé nhỏ hơn, còn thời thượng hơn. Lựa một quán ăn trông khá ổn, tôi và mộ phú mỗi người một chai bia, vừa uống vừa tám chuyện. Tôi hỏi hắn cảm thấy thành phố này như thế nào, hắn bảo không có cảm giác gì. Hắn nói trước đây mình cũng từng bồn bè đi qua không ít thành phố, nhưng chưa từng có tình cảm với thành phố nào. Hắn nói hắn cảm thấy thành phố tốt nhất vẫn là thành phố đang sống. Bên ngoài chiếc cốc thủy tinh trong suốt đựng đầy bia màu vàng kim, ngừng tủ vô số hạt nước nhỏ, hắn cầm cốc bia lên uống một ngụm. Lúc ngước mắt lên thì va vào vẻ mặt đang cười tủm tỉm của tôi. Tôi cố gắng dùng ánh mắt khích lệ hắn nói mấy câu đường mật nghe chơi. Nào ngờ hắn nghĩ ngợi một lúc, bảo chỉ có ở thành phố đó thì mới có người nửa đêm ném tiền cho hắn. Thôi được, đây cũng có thể xem là lời đường mật vì một người yêu mà cả thành phố. Trước khi lên xe, mổ vô bóng dừng nhỏ tiếng hỏi tôi. An Nhiên, bình thường đi làm anh có đeo cà vạt không? Bây giờ cơ quan không yêu cầu, đang hề, nếu không phải trường hợp trang trọng gì tôi không đeo đâu, hỏi vụ này làm gì? Ngón tay của mộ phú lướt qua chỗ nào đó trên cổ tôi, hơi đau nhưng không rõ, nó khiến tôi nhớ tới cái cắn mà tôi hứng chịu sau khi cố ý gây sự tối qua. Mộ phú nghiêm túc đề nghị, chiều nay anh nên đeo cà vạt đi làm thì hơn. Rõ lắm sao? Tôi rờ cổ hỏi hắn, hắn thẳng thắn gật đầu. Đây, bó tay, rõ ràng là hắn đang tạo nghiệp mà vẫn điềm đạm như vậy. Tôi bất thình lình đưa chân đá hắn. Hắn nhảy bén nghiêng người né tránh rồi nhanh nhẹn nhảy lên xe đò. Mộ phú vẫy tay với tôi qua lớp cửa kính. Trong khoảnh khắc đó tôi đặc biệt muốn nhảy lên xe đi với hắn. Không cần gì nữa, cũng chẳng quan tâm gì cả, chỉ đi theo hắn tới đâu cũng được. Trên xe taxi về cơ quan tôi móc điện thoại ra nhận ra có một tin nhắn chưa đọc từ mộ phú. Mở ra xem xong, vô số sự chua xót dấy lên trong lòng, nhưng khóe miệng lại không khỏi nhếch lên. Hắn nói, tôi muốn đưa anh đi cùng. Không một điểm báo, chứ trên màn hình nhòe đi. Đồ khốn. Tôi nhỏ giọng tiếng chửi hắn, sau đó che giấu bằng cách vận động nhãn cầu. Nào ngờ điện thoại ong lên lại một tin nhắn gửi tới, vẫn là mộ phú. Hắn nói, về sớm nhé. Tôi rửa vết cắn hơi đau trên cổ, ầm thầm hạ quyết tâm khi nào về sẽ trả thù rửa hận. Vào một buổi tối mấy ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của Dương Hiểu Phi. Một là gã thông báo cho tôi biết gã đã mua điện thoại mới. Hai là gã hỏi tôi có phải tôi đang cãi nhau với anh Hàn của gã không. Sao có thể cãi nhau được chứ? Gần như mỗi ngày tan làm về tôi gọi điện thoại cho mộ vũ. Lão đã âu yếm, là dẻo nhau, còn thấy chỗ nào không ổn đâu chứ? Nhưng Dương Hiểu Phi không thể tự dưng nói như vậy được. Tôi lập tức gọi lại gã rồi hỏi chuyện là thế nào. Tôi nghe bên đó có tiếng đóng và khóa cửa. Giọng nói khàn đặc của Dương Hiểu Phi cũng hạ thấp đến mức nhẹ như không thở được. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lén la lén lút của gã. Gã nói, anh An Nhiên, em thấy từ khi em về thành phố này biểu hiện của anh Hàn không được bình thường lắm. Tôi hỏi gã bất bình thường ở chỗ nào, sau đó tôi đã hiểu ra ngọn nguồn từ đầu trong câu là lời của gã. Dương Hiểu Phi bảo lúc đầu gã định về hôm 18, kết quả là vì hôm trước nhậu với anh em ngủ quá giờ, không lên xe kịp nên rời tới hôm 19. Gã xách túi to túi nhỏ về thành phố gặp mộ phú thì cảm thấy sắc mặt của anh Hàn gã không được vui. Tuy bình thường anh Hàn gá cũng ít nói kiềm lời, nhưng đấy vẫn là khác với kiểu tức giận trong lòng. Mộ phú hỏi gá tại sao bỏ hôm trước về mà không về. Dương Hiểu Phi giải thích xong, sắc mặt của mộ phú lại khó coi hơn một nấc. Dương Hiểu Phi không biết chuyện gì đang xảy ra, định khôn phạt đổi chủ đề để anh Hàn gá vui hơn. Thế là gá hỏi mộ phú, chắc anh An Nhiên đi công tác về rồi nhỉ? Mộ phú lắc đầu không nói. Gá chỉ có thể là do chúng tôi bị chia cắt hai nơi nên tâm trạng của anh Hàn gá không tốt. Thế là lại là một câu.
Lâu thế mà vẫn chưa về hả? Anh Hàn, anh có muốn đi thăm anh An Nhiên không? Nào ngờ theo như cách Dương Hiểu Phi nói thì anh Hàn cá lừa một cái, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao, hai ngày sau đó đều không ngó ngàng gì tới cá. Thế là Dương Hiểu Phi buộc phải vừa chiêm nghiệm về sắc mặt của anh Hàn của gá, vừa đoán đại khái chắc là có lẽ đã cãi nhau với tôi. Mộ Phú không đề cập tới chuyện sang thăm tôi, nên chắc Dương Hiểu Phi cũng không biết anh Hàn cá tức giận là vì cá lỡ hẹn. Vì cái hẹn này mà một Mộ Phú buộc phải giảm bớt thời gian gặp nhau của chúng tôi. Nếu Mộ Phú không nói rõ Dương Hiểu Phi thì tôi quyết định giả vờ như không biết gì. Nếu gá ở trước mặt tôi cũng không muốn đạp gá mấy phát, kiểu giận dịu dàng của Mộ Phú là hời cho gá lắm rồi. Tối hôm đó gọi điện tôi kể chuyện đó cho Mộ Phú nghe. Tôi biết hắn không nói với tôi là vì hắn lo tôi sẽ giận Dương Hiểu Phi. Thực ra cũng không tới nỗi. Tôi chỉ hỏi hắn tại sao không nói rõ với Dương Hiểu Phi. Mộ Phú nói giữ lời hứa là vì hắn không muốn làm cho một người thất hứa, nên hắn bảo chờ Dương Hiểu Phi là sẽ chờ. Nghiêm ngặt mà nói thì Dương Hiểu Phi cũng không cố ý lỡ hẹn. Ai mà không gặp phải một vài tình huống đột phát, hắn cũng không muốn Dương Hiểu Phi áy náy vì chuyện này. Tôi hỏi Mộ Phú, thế tại sao mấy ngày nay cậu lại làm mặt lạnh với cậu ta? Mộ Phú nói, lờ nó hai ngày xem như chút giận cho anh. Câu nói này của hắn trong lòng tôi cũng sảng khoái hơn nhiều. Tôi rộng lượng bảo là không để bụng. Thôi, có gì lớn nào đâu, với lại tôi cũng sắp về rồi, thứ bảy tuần sau. Hiển nhiên Mộ Phú vui lắm, giọng nói luôn đều đều kia cũng toát lên sự nôn nóng. Thứ bảy được, tôi chờ anh. Có ai khiến bạn phải chạy ngược gió trên con đường thời gian, lòng đầy mong chờ, vui mừng không chiết chỉ vì người đó đang chờ bạn. Hôm lập thu, việc chuyển công tác tạm thời kết thúc viên mãn. Các sếp ở chi nhánh thành phố mới đã rất tâm lý khi tổ chức một bữa tiệc chia tay cho các nhân viên hỗ trợ tại một nhà hàng cao cấp trong thành phố và phát cho mỗi đứa chúng tôi một gói quà bao gồm các vật phẩm giá trị như huy hiệu kỷ niệm, đầm xu kỷ niệm, bộ sưu tập tem. Trước đây sếp có gọi riêng tôi ra nói chuyện, hỏi tôi có muốn ở lại thành phố này không. Thực ra nhìn lâu dài thì ở lại thành phố này cũng là một lựa chọn tốt. Trong một hệ thống xem trọng thâm niên như ngân hàng, được làm việc tại một tổ chức chi nhánh mới thành lập sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn là một tổ chức chi nhánh toàn nhân viên cũ, thậm chí điểm xuất phát cũng cao hơn. Tôi đã từ chối một cách rất kiên định, một là quen sống ở thành phố của tôi rồi, bạn bè thân thích đều ở đó, có gì cũng có người trông nom. Hai là thành phố mới có tốt tới đâu cũng không có Hàn Bộ Vũ. Về sau tôi kể cho Mộ Phú nghe chuyện này, Mộ Phú cũng tiếc mắng tôi ngu một cách thân mật bảo hắn có thể qua thành phố đó tìm việc mới, hỏi tôi có thể quay về yêu cầu lại ở lại được không. Tất nhiên là được, nhưng tôi chính là kiểu người không có chí lớn. Việc đến sống ở một thành phố mới và xây dựng vòng tròn xã hội của mình cũng bắt đầu lại từ đầu quá là phiền phức. Dù gì tôi cũng không muốn thăng tiến đi đâu, tiền hai chỗ kiếm được cũng không khác biệt gì. Hơn nữa ở thành phố này, cuối tuần tôi có thể về nhà lượn một vòng, sang thành phố mới ở xa không tiền như vậy. Nói chung là tổng hợp các nhân tố trên và sự lười biếng bẩm sinh của tôi vẫn muốn về thành phố này hơn. Mộ Phú nghe xong luận điệu không chí cầu tiến của tôi bảo, tùy anh thích thế nào thì thế nấy, dù gì anh ở đâu thì tôi ở đấy. Lúc đó cứ tưởng tượng cuộc sống sẽ luôn bình yên như thế, chúng tôi cứ sống yên ổn như vậy, mãi tới khi già rồi chết. Lúc đó xem thường tranh quyền đoạt lợi, cảm thấy bằng lòng với sự bình đạm, thích nghi với hoàn cảnh, cũng là một trạng thái, một thái độ sống. Lúc đó không muốn leo lên cao, tưởng tiền đủ xài là được, sao phải sống mệt như vậy. Lúc đó tưởng người mình yêu sẽ luôn bên cạnh mình, tưởng mình sẽ luôn bên cạnh người mình yêu, nói tóm lại là lúc đó trẻ quá. Về tới thành phố, đã 6 giờ chiều hơn, tôi xách hành lý của tôi từ trên xe đỏ xuống, rồi bắt đi tới thẳng quận Giang Nam Thủy. Đến cổng tiểu khu, Mộ Vũ và Dương Hiểu Phi đều đã chờ sẵn ở đấy. Dương Hiểu Phi đặc biệt tự giác tới đón lấy cái túi to trong tay của tôi, cười ngô với tôi. Anh An Nhiên, sao anh An mặc như chú rể vậy? Bộ đồ này mặc từ lúc dự tiệc chia tay các sếp chi nhánh kia khách sáo như vậy, chúng tôi cũng không thể sơ sài quá. Ai nấy đều ăn mặc đặc biệt trang trọng.
Nếu lúc chuyển xe tôi không nỡ đóa hoa màu đỏ in trên ngực xuống, giờ trông còn giống chú rể hơn nữa. Mổ phụ cũng cực kỳ hiếm khi thấy tôi mặc áo phục cũng phẳng phiu như vậy lên ngay ra. Tôi cố gắng kiểm soát bản thân đừng kích động quá, đi qua sợ eo mổ phụ một cái rồi cấn nhà nói: "Nương tử còn không dẫn tướng công ta về nhà nghỉ ngơi." Mổ phụ mặc chiếc áo sơ mi caro xanh trắng dài tay, cổ áo hơi thở ra, tay áo xắn lên một đoạn. Tôi luôn cảm thấy màu áo này rất hợp với hắn, lấy vẻ hoạt bát thành thuần trung hòa bớt sự lãnh đạm im ắng trên người của hắn, cả người đều trông dịu dàng hẳn đi. Chất vải trong tay rất mềm và đàn hồi, một cảm giác chỉ có sau rất nhiều lần giặt. Và dưới chất vải này là cơ hông săn chắc dẻo dài hơn cả vải. Những đường nét rắn rỏi liền mạch đó đã từng khiến tôi chết mệt tỷ tỷ lần. Một vụ cũng chẳng trách chẳng né, mặc cho tôi lợi dụng, hắn đưa tay véo mặt tôi nói: "Đi thôi." Đi qua khu vườn nhân tạo, hành lang vào thang máy, suốt dọc đường tôi liên tục cảm khái là tiểu khu này thực sự không tệ. Sau khi vào nhà, tôi thấy những món đồ nội thất mang phong cách cổ xưa ở khắp nhà, từ ngọn đèn trần tới tấm thảm treo tường tới sàn nhà dưới chân, món nào cũng toát lên cái gu vi diệu của những người nhà giàu mới nổi. Tôi xem một phòng từ trong ra ngoài, nhận ra nhà này đặc biệt rộng rãi, chỉ hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng tính cầm chừng diện tích cũng phải được 130. Tôi nghĩ tới bộ dạng bình thường quê mùa khinh khủng của Kim Cương mà muôn phần cảm thán, nhà giàu mà khiêm tốn phết. Dương Hiểu Phi đặt hành lý của tôi lên sofa trong phòng khách nói: "Anh An Nhiên, em đi cắt dưa hấu cho anh nhé, anh Hàn tan làm cố tình mua đó." Rồi truy tọt vào trong bếp. "Có phòng nào?" Tôi hỏi mộ phú, hắn kéo tôi đi về phía một cánh cửa phòng. Mở cửa ra là một căn phòng ngủ tương đối rộng rãi, trên ô cửa sổ sát sàn ra một bức rèm màu lam nhạt, giường và tủ quần áo màu gỗ thô. Ngay đối diện giường là một màn hình tivi tinh thể lỏng rất lớn, một bên phòng thông với nhà vệ sinh. Có điều tôi nhận ra bộ ga giường và chăn mỏng không ăn khớp với cái giường lớn đều là đồ riêng của mộ phú. "Thực sự không tệ, cuối cùng cũng không phải chịu tội trong cái lán rách nát kia nữa rồi." Tôi vui mừng từ tận đáy lòng. Mổ phố kéo tôi kẻ phấn muốn tham quan mọi nơi lại hỏi: "Anh không nóng hả? Sao còn mặc câu phục?" "Hừ gì?" Tôi nói này, lọ hào hứng nên quên mất vụ đó. "Chồng tôi có giống một người bán bảo hiểm không?" Tôi vừa cười vừa trêu nhưng mổ phố lắc đầu, ngón tay hắn rờ lên trên cúc áo trước tôi. Hắn nói: "Không giống." Rồi chậm rãi gỡ nút đầu tiên ra. Tôi bị mê hoặc bởi biểu cảm chăm chú lay động lòng người trên mặt của hắn. Liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt, tôi nhón chân nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Nào ngờ một cái hôn nhẹ lại khơi gợi lên tất cả sự nhớ nhung đã được đè nén trong lòng từ lúc mới gặp lại. Một cái, hai cái, rồi ba cái. Cuối cùng nó cũng biến thành sự quấn quýt nồng nhiệt khi hắn ném áo khoác ngoài của tôi xuống giường. Tôi nghe hắn thủ thỉ gọi tên mình, An Nhiên. Hai chữ đó bên môi hắn trượt thẳng vào trong cái răng của tôi, tơi nguyền ấm áp như một vốc thuốc mê vừa vào miệng đã tan, khiến tinh thần tôi ngơ ngẩn. Một tay hắn mỏ mẫm kéo vạt áo sơ mi đang bó buộc trong thắt lưng tôi ra, một bàn tay khác tiếp tục cởi áo cúc sơ mi tôi. Lúc lồi nhau ngả lên giường, tôi đã hơi mất kiểm soát. Những cái khiêu khích của mổ phú trên vùng nhạy cảm trước ngực tôi như một hành phạt khó chịu, làm dấy lên muôn vàn dục vọng nhưng lại không được giải tỏa. Mái tóc ngắn cứng mang theo hương hoa trong dầu gội đâm vào lòng bàn tay tôi, khiến nó tê ngứa. Cơn ngứa này truyền một cách một mạch từ tay lên đại não, rồi truyền tới tim, truyền tới bộ phận đang sung huyết trên cơ thể của tôi. Khó chịu cỏ lên người hắn, bàn tay đang vuốt về tấm lưng trần trụi của hắn hoảng hốt dì dọc theo sống lưng, mò thẳng trong mép quần. Ngón tay tôi có thể cảm nhận rõ rệt đường cong đặc biệt mỹ miều ở đoạn giữa hông và mông. Tôi nghĩ chắc mình hồ đồ rồi. Tất nhiên bình thường nhìn thấy mổ phú tôi cũng chẳng tỉnh táo bao nhiêu, nhưng lần này hồ đồ quá, hoàn toàn quên mất Dương Hiểu Phì vẫn đang ở ngoài chờ hai chúng tôi ra ăn dưa hấu. Tôi chỉ lò luống cuống cởi thắt lưng hắn ra. Không được, thế này không được, say vò quá. Tôi cũng không chịu được, nhưng đồ vướng víu trên người đều đã được cởi bỏ. Mổ phú,
Tôi nhìn hắn gọi hắn, cố tình lấy bộ phận đang dựng đứng của mình cọ lên cái thứ đang trong cùng một trạng thái của hắn. Hắn cũng có chút khó xử, mắt liếc về phía cửa. Kể cha nữa, tôi xoay mặt hắn lại hồn thật sâu, đầu lưỡi mềm mại nhắn nhủi và thứ hơi thở mát nhưng hơi đắng của mộ vũ khiến tôi chìm đắm hoàn toàn. Tôi cảm nhận được sức nặng của hắn đè lên xuống và cường độ bất giác gia tăng trên tay hắn, sau đó lấy gối đầu gối, đàng đôi chân thon dài của hắn ra, sàng lên phần da thịt mềm màng như tơ ở phần đùi tròn của hắn, vội vã thúc giục. Mộ vũ, giúp tôi. Trước đây làm qua mấy lần, tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng học tập và trình độ cải tiến lớn mạnh của mộ vũ. Tôi yên tâm trao mình vào tay hắn, trồi nổi trong tầng tầng lớp lớp những cơn sóng khoái cảm đang dâng trào. Đấy là một sự hưởng thụ mãnh liệt, từ sự bất lực như bị nghẹt thở dưới đáy nước tới còn chóng mặt khi bị đẩy lên đầu ngọn sóng. Đấy là một bữa tiệc mà tất cả các giác quan trên người đều được huy động, giải phóng thứ nhu cầu nguyên thủy nhất của cơ thể, tiêu hao tất cả năng lượng bên trong điện tử sinh học. Chúng ổ tới trong tầm của dục phẩm, bị đốt cháy bởi một bàn tay dịu dàng mà cứng rắn, cuối cùng đổ tùng thành những đoá pháo hoa màu trắng trong đầu, trước mắt và trong tay người yêu mình. Tôi ôm chặt vai của mộ vũ, nghỉ ngơi một lúc thì mới nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Tôi cắn nhẹ lên vai của hắn một cái thỏa mãn khen người. Kỹ thuật ngày càng tốt nhỉ? Mộ phố cũng khẽ run một cái, vì cơ thể dán chặt vào nhau nên tôi lập tức cảm nhận được thứ đang dựng đứng chiếc bụng mình nóng rực cường cứng. Tôi khẽ cười một cái, các ngón tay nắm lấy cái của hắn. Tới lượt tôi xúc cầu, nhưng mộ phố đẩy tôi xuống giường kéo tay tôi ra. Sắc trời tối lại, thứ ánh nắng tản dư màu vàng kim của buổi xế chiều lên qua lớp rèm màu lam nhạt, rồi trên bức tường trắng chuyển thành màu vàng tơ xanh lục, ánh lên trong mắt của mộ phú như hai bể nước ngọc bích lăn tăn. Tôi luôn kinh ngạc trước sức gợi cảm của mị, của lớp mi hoặc lớp hồn trên dưới thứ khí chất lạnh lùng cứng rắn của hắn. Ví dụ như lúc này tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, khi thứ hơi nóng kinh hoàng ập vào trong tai, tôi cũng không kịp phản ứng ngay. Hắn nói, "An Nhiên, tôi đổi cách khác có được không?" Lúc hắn nói, ngón tay dính đầy dịch thể trơn nhảy của tôi đã thuận lợi đi từ bẹn đùi lách vào khe hở giữa hai chân của tôi. Cơ thể tôi càng cứng theo bản năng, cái não đang ngừng hoạt động bắt đầu làm việc trở lại. Cơ mà tuy hắn hỏi tôi có được không, nhưng lại không hề cho tôi quyền nói không được. Đầu ngón tay trơn tuột quẩn quanh đôi vòng nơi lối vào rồi thử chui vào trong cơ thể. Cuối cùng tôi cũng hiểu, thế là tôi bắt đầu căng thẳng hoảng hốt. Tôi không ngừng lùi lại, mãi tới khi không lùi được nữa. Thế nhưng nó không hề ngăn chặn cảm giác có gì phải đi vào ngày càng sâu. Đừng, mộ vũ, cầu chờ một chút. Ấy, đẹp. Tôi cầu xin một cách ngắc ngứ và ra sức giữ tay hắn lại. Chờ đã, xin cầu đây. Tôi thấy hoảng hốt tới phát khóc. Mộ vũ tạm thời dừng những động tác tiếp theo lại. Này, sao có biết? Tôi muốn hỏi sao có biết làm như thế nào. Hiển nhiên mộ vũ hiểu ý tôi ngay. Hắn ngước mắt lên nhìn cái tủ đầu giường. Tôi nương theo ánh mắt hắn, nhìn thấy cái thứ đang nằm trên đó. Cái máy tính bàn tội lỗi. Internet đúng là thứ chẳng có gì tốt lành. Xem con nít bị giải ra đông nối này nè. Tôi hối hận rồi, thực sự rất hối hận. Thế nhưng giờ không phải lúc hối hận, làm sao đây? Đại não tôi nhanh chóng hoạt động, có điều mộ phố không cho tôi thời gian suy nghĩ ra đối sách. Sự khải khẩn trong cơ thể lại tiếp tục tiến hành. Phật bồi trơn đổi trụy đó khiến cho sự xâm lược gần như hành xác này được nhanh chóng và thuận lợi. Khoan đã, đồ khốn. Cậu đừng nhúc nhích, cậu có biết làm không đấy? Cậu đang làm bừa đúng không? Tôi vừa chịu đựng sự kích thích chưa từng có, vừa phải nghĩ kế thoái bình như thế này, hiển nhiên đại não tôi không đủ xài. Mộ phú đè nén hơi thở hổn hển bên tai tôi, hắn nói. An Nhiên, anh phải cho tôi cơ hội học hỏi chứ, tôi chỉ muốn gần anh thêm chút nữa. Tôi biết hắn đang kìm nén rất khổ sở nên đã có chút xót xa rồi, lại nghe thấy những lời cảm động như vậy thì bỗng chốc mềm lòng.
Thực ra theo lý mà nói, chúng tôi hẹn hò đã lâu, phát sinh quan hệ thực sự cũng không phải chuyện gì quá đáng. Tôi từng mơ tưởng tới chuyện để mổ vú dưới người mình, sau đó nhận ra chuyện đó chỉ có thể dùng não chứ không thể dùng sức. Cũng từng nghĩ tới tình huống mổ vú chủ động, tất nhiên không phải không thể chấp nhận. Có lẽ tôi sẽ có chút không cam tâm, nhưng tôi sẵn lòng nhường hắn, vì tôi yêu hắn. Nhưng đấy đều là trong suy nghĩ, khi nó xảy ra, tôi vẫn sẽ hoảng loạn tới rối tinh rối mù. Hắn dịu dàng gọi tên tôi bên tai, quyến luyến triền miên với tư thế van xin khẩn hoảng, với khí thế không cho khước từ. Ngay lúc tôi đang do dự không quyết, không biết nên chiều ý hắn hay chiều ý hắn chưa chiều ý hắn, thì tiếng gõ cửa vang lên, tiếng của Dương Hiểu Phi vọng tới. Anh Hàn, anh An Nhiên, hai anh rể rà gì đấy? Còn ăn dưa hấu không? Em ăn được một nửa rồi, không ra nữa là em không chiều cho anh đâu. Cuối cùng cũng có người cho tôi một cái để lùi bước. Tôi bỗng cảm thấy cái giọng như bị giấy nhám mài qua cửa của Dương Hiểu Phi cũng có thể phát ra âm thanh êm tai. Tùy trong giọng nói đó còn xen lẫn cảm giác mọng nước khi hắn cắn dưa hấu. Mổ vú, Dương Hiểu Phi gõ cửa kìa. Hai hôm khác, không khác mình mới làm. Tôi thử đẩy hắn, nào ngờ động tác trên tay mổ vú không hề dừng lại, thậm chí còn cho thêm một ngón tay. Tôi cả khinh khẽ kêu lên một tiếng, bàn tay bám trên vai hắn để lại mấy vết cào màu đỏ đậm trên lớp da thịt óng ánh màu nước. Hắn không hề để tâm, quay đầu nhìn phía cửa hét lên một tiếng đầy khí thế. Dương Hiểu Phi, đi làm cơm tối đi. Trước cửa im lặng một lúc, sau đó nghe tiếng Dương Hiểu Phi giả một cái rồi im bặt. Tôi chừng mắt nhìn mổ vú, hắn cố ý cọ bộ phận đang cứng cứng lên chân của tôi, hơi thở ngày càng hỗn loạn không đều. Không chờ được nữa, An Nhiên, tôi không chờ được nữa có được không? Tôi hiểu rồi, hắn không phép cho phép tôi nói không được, tôi cũng không nỡ nói không được. Thôi được rồi, chuyện này sớm muộn thì cũng phải làm, dù gì từ tận đáy lòng tôi cũng mong chờ mối quan hệ gần gũi hơn nữa, một mối quan hệ khăng khít. Tôi ngửa mặt lên hôn lên chiếc cổ với đường nét liền mạch của hắn, cố gắng thả lỏng người dưới thân hắn. Hắn cảm nhận được sự phối hợp của tôi, ý cười lan đặt trên mặt, động tác cảm thêm phần dịu dàng tinh tế. Trong lúc tôi đang toàn tâm toàn ý nghi kiểu thích nghi thân mật này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Anh Hàn, anh An Nhiên, hay là mình đừng ăn mì nữa, em gói bánh chèo cho tụi mình nha. Với thời lượng ấy, hai anh cứ từ từ đi nhé. Dương Hiểu Phi càng nói càng nghe thô tục. Tôi thực sự không biết nên nói gì hơn nữa. Hóa ra hai người này ăn ý như vậy. Thảo nào mổ vú thiên vị Dương Hiểu Phi, ghé thực sự chuyện gì cũng nghĩ cho anh Hàn của gá. Mổ vú cũng chẳng thèm đói hỏi tới cá, cúi đầu hôn lên mắt tôi, mặt tôi. Cảm giác ướt át chảy tới vành tai, sau đó là những tiếng thủ thỉ như lời nguyền. An Nhiên, anh tốt nhất luôn. Lúc đầu tưởng là chịu được, nhưng khi mổ vú đi vào tôi vẫn chửi thành tiếng. Đau và cảm giác bị xâm phạm cực kỳ khó chịu, cứng cứng nóng rực. Tôi có thể nhận rõ ràng hình dạng vật thể đang đi vào người mình, thậm chí cả nhịp đập nhẹ nhàng của mạch máu bên ngoài. Cảm giác đó thần kỳ lắm. Tôi cố gắng rồi lại cố gắng thích nghi thả lỏng, hít thở thật sâu, hơi nước mịt mù làm nhòe tầm nhìn. Mổ vú cũng không dám nhúc nhích tí nào, hắn hỏi. An Nhiên, có nổi không? Một giọt nước mắt rơi bộp xuống ngực tôi. Tôi ra sức nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra. Vừa hay nhìn thấy một giọt mồ hôi khác đọng đặt lại trên cằm của mổ vú. Hai tay hắn chống hai bên cơ thể tôi, mỗi một tấc da đều ánh lên ánh sáng nước. Cau mày với kẻ xâm lược, tôi không ngờ mình có thể nặn ra một nụ cười. Không được thì mày có thể rút ra được không, thằng khốn? Thằng nhóc chết tiệt nhìn tôi, bỗng dừng cũng mỉm cười, vén phần mái tóc ướt sũng của tôi qua một bên. Trong giây phút, hắn cúi người xuống hôn tôi một cái rồi thúc vào không chút phòng bị. Tiếng kêu hoảng loạn của tôi bị mắc kẹt trong cuống họng. Trước mắt tôi sầm lại, tôi muốn đẩy người đang ở trên mình ra theo bản năng. Mổ vú giữ chặt vai tôi lại, vừa hôn vừa từng chút đi sâu vào trong. Không biết bị kích thích bởi nóng hay là đau mà tôi không nhìn được xin tha. Nhưng tên đó đã quyết tâm không nghe lời tôi, nên cũng dứt khoát không để tôi nói ra. Tất cả lời nói của tôi đều biến thành những mảnh vỡ phổ kĩa trong tận môi lưới quấn quýt này. Sau khi hoàn toàn ngập sâu trong người tôi, hắn chuyển từ môi tai sang, hắn cắn vành tai tôi vừa cảm thán. An Nhiên, biết trước thích như vậy thì...
Thích có cậu thôi, đồ khốn. Tôi định bảo tôi không cảm thấy thích chút nào, nhưng thực sự không còn lòng dạ để lo những thứ khác. Toàn bộ tâm tư của tôi đều đang chỗ ở hạ bộ của người kia. Chỉ một động tác nhẹ của hắn cũng sẽ đem theo cảm giác co giãn ra gáo dài, khiến tôi đau tới phát run. Mộ Vũ vẫn tiếp tục độc thoại, hắn nói: "Anh nhìn của tôi chính là cảm giác này, cảm giác như bây giờ." "Hả?" Tôi nghe không hiểu. "Cảm giác gì?" Nóng rực, mềm mại, thân mật khăng khít. Từng từ của hắn rót vào trong tay của tôi. Những lời ân ái luôn dễ dàng khiến người khác rung động. Tuy ngượng ngùng thật vô nghĩa trong lúc này, thậm chí còn trông vô cùng áo nghèo, nhưng tôi vẫn cảm thấy trên mặt nóng bừng như lửa đốt. Thôi được, ngoài trừ khó chịu cho người ra, tôi thực sự thích gần gũi với hắn như vậy. Một sự giao thoa kết hợp, cái cách gần gũi nhất, gần hơn bao giờ hết, mà còn cảm nhận rất sâu sắc như một sự tiếp xúc âm khoảng cách, khiến chúng tôi đều không thể từ chối. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn mà say đắm của hắn, gánh nặng trên người dường như nhỏ hơn rất nhiều. Tôi điều chỉnh lại tư thế một chút thôi, nhưng đổi lại là tiếng rên rỉ khó lòng đè nén của mình và tên đó. Thế nhưng ngay sau đó, Mộ Phú lại khẽ cử động vài cái. "Đừng nhúc nhích, tôi đánh cậu." Thần giới chuyển tới cảm giác xé toạc đầu rát rõ rệt. Tôi ngăn hắn lại với những âm thanh không thành câu. Hắn bất ngờ đưa tay phủ lên mắt tôi, biên độ động tác cũng dần dần gia tăng. Tên đó còn dỗ dành tôi rằng chờ một lát nữa là đỡ, trên mạng bảo lúc đầu sẽ hơi đau, sẽ mau hết thôi. Trời ơi, trên mạng nói mà cậu cũng tin hả nhóc con, sao cậu ngây thơ thế? Tôi hối hận đủ đường, đau đủ đường, bất lực và căm hờn đủ đường. Sao tôi lại đụng phải người này? Bất chấp cách một cánh cửa chính là tên mập Dương Hiểu Phi. Cuối cùng tôi bị những cái thúc sâu ngày càng mạnh của Mộ Vũ ép phải kêu lên thành tiếng. Đau khổ cũng không hoàn toàn, đau nhưng không hề khổ. Những nụ hôn phùn phạt mà Mộ Vũ đặt lên ngực trên cổ tôi cũng phần nào đó phân tán sự chú ý của tôi. Phải rồi, hắn cũng nói năng lộn xộn, thì thầm nói tới nói lui, cũng chỉ mấy câu ngớ ngẩn đó. "Anh nhìn, tôi yêu anh, tôi lấy anh làm vợ có được không? Có được không? Hay là anh lấy tôi làm vợ cũng được, hai chúng ta cả đời." Tôi đau thật, đau tới mức lời trả lời hắn, nhưng mấy câu nói ngớ ngẩn đó như vô như viên sô-cô-la nhân rượu, đang chảy thơm ngon đậm đà, thế nên thực ra tôi cũng vui, vui tới ngà ngà. Đau thì đau vậy, ai bảo tôi bằng lòng để hắn hành xác chứ. Tâm lý thả lỏng hơn một chút, dường như sự ma sát bỏng rát kia cũng không khó chịu tới thế. Cảm giác đau vẫn rõ rệt, chỉ là không sắc bén như trước nữa. Hơn nữa cùng với việc Mộ Phú cẩn thận kiểm soát biên độ, từ từ thay đổi góc độ đi vào, cơ thể tôi cũng bớt cản trở mà thuận lợi hơn. Khả năng thích nghi của con người quả thật vô hạn. Tôi có thể cảm nhận được Mộ Phú đang rất tận hưởng khoảnh khắc này. Từ trong đôi mắt mịt mù tình dục của hắn toát lên một sự tham lam cực kỳ hiếm hoi, cùng với một sự thẳng thắn, nhắm thẳng vào lòng người. Lần đầu tiên nhìn thấy núi tiền màu hồng tươi nguyên trong kim khố của Ngân hàng Nhân dân, dường như tôi cũng mang ánh mắt muốn chiếm làm của riêng như thế. Tuy trong lòng tôi mong hắn mau chóng kết thúc, mau chóng thu binh, nhưng tôi thấy chịu đựng tiếp cũng đáng. Tôi muốn hắn được sướng lâu hơn một chút. Tôi nâng hồng lên đón nhận động tác của hắn một cách thăm dò. Nào ngờ Mộ Phú không lường trước được sự phối hợp của tôi. Cái thúc vô cùng sâu đó đụng vào một vị trí trong người tôi. Một cảm giác dữ dội gần như tê dại áp đảo mọi sự khó chịu và bỗng chốc lan tỏa khắp người. Không chút phòng bị, tôi như bị điện áp cao mấy trăm vôn, rồng lên một cái dưới người Mộ Phú, như bị co giật nhưng lại bất giác cắn chặt răng. "An nhiên." Hiển nhiên Mộ Phú đã chú ý cảm giác của tôi. Tôi cố gắng đẩy phải hắn một cái. "Đồ khốn, tao cấm mày, mày đủ chưa đấy?" Tôi gào lên với hắn, nhưng hắn chỉ thản nhiên nhìn tôi. Khi tôi bị hắn nhìn tới nổi đóa, thì tay Mộ Phú vuốt về phần đùi trong vẫn đang run rẩy. Chân đàn của tôi rộng ra hơn, sau đó thúc vào sâu một cách thăm dò và một lần nữa đụng vào cái chỗ khiến người ta mất kiểm soát đó. "Đừng, Mộ Phú, không được." Lời còn chưa dứt, những cái va chạm mãnh liệt khiến tôi không thể mở miệng van xin điều gì nữa. Trong lúc từng dòng điện lưu chảy xuyên qua cột sống và tứ chi, nước mắt sinh lý ở đôi mắt cũng đã bị cuốn đi bởi chiếc lưới mềm mại dẻo dai. Cái tên không chút nương tay kia có vẻ rất vui, rất đắc ý, hắn nói: "Được, an nhiên, sao lại không được?"
Tay hắn nhẹ nhàng xoa đến thân dưới lại một lần nữa ngóc đầu lên của tôi. Nó cũng bảo được. Tôi không còn sức lực để bàn cãi, cũng không còn gì để bàn cãi. Tôi cũng có khoái cảm, tôi nghĩ đấy là lý do chính khiến mộ phú bỗng dừng vô cùng mừng rỡ, vô cùng tích cực. Hắn mong tôi cũng thích thú chứ không phải chịu đựng. Chính vì hắn vô cùng mừng rỡ, vô cùng tích cực nên tôi nhanh chóng đầu hàng suy sụp trước thế xung kích của hắn. Còn hắn sau khi tôi lên đỉnh, sau mới kết thúc sau tần phủ tạng, cũng để lại những dòng dịch thể nóng rực trong dung nham trong người tôi. Mộ phú nằm trên người tôi thở hổn hển, trên người hai đứa đều ướt sũng, sự ẩm vẫn đang cuộn trào trong cơ thể vì thứ hung khí chưa kịp rút ra ngay lập tức vẫn còn đang rung động. Tôi đưa tay lau chỗ mồ hôi phủ đầy trên trán hắn, hắn nhắm mắt lại bỗng dưng mỉm cười, kéo cổ tay tôi lại đặt lên môi tôi một nụ hôn. An nhiên, anh vẫn ổn chứ? Hổn cái rắm, lão chết đi được, đồ cầm thú. Tôi yếu ớt chỉ hắn, hắn tủm tỉm nhìn tôi. Tôi cũng đau, nhưng vẫn cảm thấy rất thích. An nhiên, anh rất tuyệt. Tôi không tài nào nổi giận với hắn. Đồ khốn, đi ra. Rút cuộc cậu biết được bao nhiêu hả? Bộ không biết là không được bắn vào trong hả? Dòng chảy nóng đó suýt làm tôi bị bỏng. Hắn cau mày. Vậy hả? Chưa đọc tới vụ đó. Thế phải làm sao? Nghiêm trọng lắm không? Hắn rút khỏi người tôi, bắt đầu sốt ruột một cách nghiêm túc. Tôi thấy hắn như vậy chẳng còn chút sức lực nào nhưng vẫn muốn trêu hắn một chút. Tất nhiên nghiêm trọng. Tôi từ từ ngồi dậy, hắn vội đỡ tôi như thể rất mỏng manh. Tôi không chấp nhận, hất tay hắn ra. Trước sự ấm eo của tôi, hắn có chút bất lực, thậm chí mang theo đôi chút áy náy vì có lỗi. Tôi nhìn được hơi bật cười. Sao lại không nghiêm trọng chứ? Sẽ có bầu đấy biết chưa? Hắn chớp chớp mắt rồi ngơ ra. Tôi thấy đạt được mục đích rồi liền mãn nguyện đi vào nhà tắm một cách chật vật. Đứng lên thì mới thấy, đệt má ơi, lần đầu thấy mềm nhũn, lỗ sau vẫn có cảm giác gì vật rõ rệt. Cơn đau cũng không dữ dội lắm, dù bị thương nhưng chắc không nặng. Thực ra thằng nhóc chết tiệt đó cũng dịu dàng nhấn nại phết. Tôi nghĩ một cách khách quan. Lúc đi tới cửa phòng tắm thì bị ai đó đuổi theo ôm lại từ phía sau, cũng không nói gì chỉ ôm như vậy. Hơi ấm bảo vệ lấy tôi, bờ ngực sau lưng phập phồng lên, theo một cách tần số, phối hợp với tôi. Tôi nghiêng đầu, đẩy đầu lấy mặt cỏ mũi hắn. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên lông vũ trên mặt tôi, nhẹ nhàng lại khiến tôi cảm thấy bình yên trong lòng. Nào có sự trách cứ hay khó chịu gì chứ? Tôi đầy vốn là chuyện rất tự nhiên, chuyện nên làm, chuyện trong bổn phận cũng chẳng phải tình yêu, chính là đau, là ngọt, là gần gũi, là van xin, là cho đi, là mất kiểm soát như thế này ư? Chẳng cần ai bảo tôi hạnh phúc là gì, được hắn ôm trọn vào lòng đã là hạnh phúc rồi. Tắm rửa vệ sinh cơ thể xong, về cơ bản cũng không có vết máu gì nhiều. Bộ phú giúp tôi thay một bộ đồ thoải mái, bật điều khiển và tôi xem tivi. Hắn đổi một tấm ga giường mới, ném hết ga bẩn và quần áo vừa thay của chúng tôi vào trong máy giặt tự động của phòng tắm. Bộ áo phục của tôi được treo gọn gàng trong tủ, lúc mở cửa sổ cho thoáng khí mới nhận ra trời đã tối, phố đã lên đèn rồi. Lúc hai chúng tôi đã khỏi phòng, Dương Hiểu Phi đang xem tivi. Trên chiếc kỳ trà trước mặt gã đặt một đĩa vỏ dừa thờ đùng. Thấy chúng tôi đi ra, gã đặt chiếc điều khiển trong tay xuống, chạy tới mở miệng nói. Chào ơi, cuối cùng hai người cũng thân mật xong rồi, nước lột bánh chèo trong nồi em đã sôi tận mấy lần rồi đấy. Mặt tôi tuy dày nhưng cũng không chịu được kiểu trêu lộ liễu như vậy, tôi vội chuyển chủ đề. À, không ngờ Dương Hiểu Phi có biết gói bánh chèo đấy. Dương mập mạp đắc ý ngay lập tức. Đúng thế, từ đời ông nội em đã là bếp chính trong các đám ma che cưới họ trong vùng rồi, sau đó ba em cũng thế. Lúc đầu nhà em còn định nuôi nấng em thành người kế thừa. Hay, đáng tiếc em chỉ hứng thú với chuyện ăn cơm chứ không hứng thú với chuyện làm cơm. Nhưng cũng có học qua chút đỉnh, như làm nhân gói bánh chèo thì không làm khó em được. Giỏi giỏi giỏi, bản lĩnh ghê ta. Tôi vừa khen vừa suy tính, vừa hay anh Hàn cầu thiếu người làm cơm. Bộ phú bảo Dương Hiểu Phi đừng nói nữa, mau lột bánh chèo đi. Dương Hiểu Phi cũng cười hì hì một cách rất cười đòn vừa đi vừa nói. Mệt rồi chứ gì, đói rồi chứ gì, hai anh cũng giỏi hành nhau ghê, em còn chẳng xem thời sự một cách tử tế được. Mà tôi mà mỏng thêm một chút nữa thì tôi sẽ hẳn không thể tìm lỗ chui ngay. Nhưng tôi không như thế,
Tôi điềm đạm ăn hết cơm tối, không thể không thừa nhận bánh chèo Dương Hiệu Phi làm khá ngon. Nhận cần tay thịt heo, vỏ mỏng nhân nhiều. Ăn món này bao lâu nay, ngoài tay nghề của mẹ tôi ra chỉ có gã là đạt chuẩn. Ăn tối xong, Dương Hiệu Phi hỏi tôi khi nào về. Gã tiến tôi còn chưa lên tiếng. Mộ Phú đã nhìn gã một cái như thằng đần. An Nhiên, hôm nay không về. Gã bừng tỉnh, vâng, cũng phải, người ta gọi cái này là tiểu biệt thắng tân hôn đúng không nhỉ? Chưa đầy 2 phút sau, Dương Hiểu Phi lại đề nghị, hai chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi, hôm nay thời tiết khá mát mẻ. Lần này tới lượt tôi, kẻ vẫn đang mỏi lưng mất sức, hành động không tiện nhìn gã như thằng đần. Không đi, hôm nay mệt rồi. Gã vỗ chén một cái một lần nữa tỉnh ngộ. Phải, ấy là hành quá sức rồi. Cơm hả gã nói không hề sai. 8 chuyển trong phòng khách chưa được bao lâu tôi đã chịu hết nổi, vừa đường hoàng vừa loạng choạng bước về phòng Mộ Phú nằm nghỉ. Khá mập đã biết quan hệ của tôi và Mộ Phú từ lâu, tóm lại là vậy, anh em với nhau có gì phải giấu, có gì phải ngại, chẳng thà cứ hành xử tự nhiên với nhau. Ôm mặt lên tường trong tư thế chữ đại dễ chịu nhất, chẳng bao lâu sau tôi bắt đầu mơ màng. Có một đôi tay lặng lặng xuất hiện trên cái hông mỏi nhừ của tôi, xoa nắn ấn bóp với lực nhẹ nhàng. Tôi tới mắt cũng lười mở, yên tâm ngủ tiếp. Ôi, Mộ Phú là kiểu sexy hắc phúc hắc công. Cuối cùng hai anh nhà mình cũng ăn thịt nhau mọi người à. Ăn thịt xong còn ăn bánh chèo. Còn chưa được ăn bánh chèo đây. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye. Nice day.